Thưa quý vị, để hoàn thành mục tiêu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến trong năm đạt 50%, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu các sở ngành tỉnh, các huyện, thị xã thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố tăng cường vận động, khuyến khích cán bộ công chức viên chức sử dụng hướng dẫn người dân, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ dịch vụ công longan.gov.vn để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến nhằm nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên toàn tỉnh. Kể từ tháng 5 năm 2022, các cơ quan đơn vị chỉ tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp cá nhân tổ chức đến trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, bộ phận một cửa cấp xã, thì cán bộ tiếp nhận tạo lập tài khoản cho cá nhân tổ chức nộp hồ sơ để thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn thực hiện nộp trực tuyến cho những lần nộp tiếp theo